Xin chào bác, đã rất lâu tôi không quay sản phẩm là đầu đĩa. Hôm nay có một lô đầu đĩa về thì tôi quay giới thiệu các bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Các đầu này thì tôi nhập các đầu giá nó mềm thôi chứ không phải là đầu đầu cao cấp, không phải loại đắt tiền 9-10 triệu hoặc 7-8 triệu. Loại này tôi bán giá mềm nó tầm 2 triệu đến 4 triệu thôi chứ không có loại đắt đâu. Bởi vì tôi không thích bán đầu đĩa đắt, bởi vì đầu đĩa đắt thì bán khi vận chuyển cho khách nó hay bị hỏng. Đầu đĩa vận chuyển phải rất cẩn thận, nó phải đóng hàng cẩn thận chứ không đi đường nó sóc nó hay hỏng cơ. Lô này thì gồm có hai sản phẩm là Sony, hai con Kenwood, một con Denon, một con Victor, một con Tech. Tech là một hãng âm thanh rất nổi tiếng của Nhật, nó chuyên làm hàng đồ âm thanh cao cấp. Nó không có nhiều sản phẩm Việt Nam, nhưng mà nếu những sản phẩm nó có Việt Nam thì đều là dạng đắt tiền, nó thiên về âm thanh cao cấp. Còn Sony, Kenwood hoặc Victor thì nó cũng rất là đại trà Việt Nam. Đây, 5 con thì tôi đều đang để đĩa, tất cả đều chạy hoàn hảo ấy. Cũng đều dùng các cái mắt thông dụng, nghĩa là mắt không phải mắt hiếm. Cái đầu đĩa quan trọng nhất là phải dùng mắt thông dụng các bác nhé. Mắt mà không thông dụng các bác hỏng mắt thì không có mà thay là vứt bỏ cái đầu đĩa luôn. Như giả sử mắt thông dụng thì các bác thay nhiều nhất thì cũng chỉ mất 300-400 hoặc là 100-200 là thay được cái mắt rồi. Đây, tôi quay gần lại các bác xem. Rồi tôi báo giá luôn trước này. Hai con Kenwood này, này có giá là 3 triệu một con. Đều hàng rất là dày dặn và nặng, chất âm hay, các giải âm khá hay. Là con Kenwood trên là mã 880SG, có đường quang ra, đang chạy đĩa, tôi đang mở đấy, 3 triệu một con. Còn con Sony phía ở giữa cũng có đường quang ra, hôm nay tôi bán giá là 2,5 triệu đồng. Có mã là Sony CDP311, 2,5 triệu nhá. Hàng đều bao nguyên zin, bởi vì đầu đĩa nó có cái gì mà hỏng các bác, nó ít khi hỏng, hỏng chỉ hỏng mắt mới hỏng cơ thôi. Cái đấy nguyên zin, đây mình ý mình muốn nói đến cái nguồn và các cái vỉ men. Vỉ men nó không hoạt động nhiều như là âm ly nên nó ít khi bị hỏng. Còn con Sony trên cùng phía bên phải này thì tôi bán giá 2,5 triệu đồng, cũng là có đường quang ra. Sony này mã là gì đây? XE570 nhé, 2,5 triệu. Còn đề nông tiếp theo là đề nông 650, bán với giá là 3 triệu đồng. Chất âm đề nông khá hay. Và tiếp theo là con Victor Z211, bán giá là 3 triệu. Chất âm Victor cũng khá hay, âm bass rất hay. Tiếp theo là con âm ly, con đầu đĩa của Tech. À, Tech này thì âm thanh nó là hàng cao cấp rồi. Các cái sản phẩm của Tech thì nó không có nhiều Việt Nam, nhưng mà những sản phẩm này nó mà có Việt Nam thì đều có giá cao, bởi vì nó không làm những sản phẩm thiên về phổ thông mà nó làm về âm thanh cao cấp. Giả sử những cái đầu đĩa hoặc đầu băng cối của nó toàn có giá từ chục triệu trở lên các bạn, nó thiên về hàng cao cấp. Con Tech này tôi bán giá 4 triệu đồng. Tech này có mã là P4500, P4500 nhé. Điều hàng bao nguyên zin, mắt chạy đọc tốt và đều là mắt thông dụng, dễ thay. Quan trọng nhất là cái mắt thông dụng các bác nhé. Chứ mua một cái đầu đắt tiền mà không có mắt thay, sau này giả sử không may mắt nó hỏng mà không có mắt thay thì vứt thì mất toi luôn. Để tôi quay mặt sau các bác xem. Nói chung là hàng rất vừa tiền, giá từ 2,5 đến 4 triệu đồng, 2,5
3 triệu và 4 triệu đồng. Không phải là đầu đĩa quá đắt, rất vừa để các bác dùng. Các bác có đầu đĩa này dùng thì chất âm nó hay hơn rất nhiều so với nghe qua điện thoại hoặc máy tính tivi. Nghe qua điện thoại, máy tính tivi, nhạc trên mạng thì hoặc qua điện thoại thì chất âm nó sẽ giảm đi khoảng 50% chất lượng âm thanh. Các giải âm nó sẽ bị bết vào nhau và khi mở bằng điện thoại hoặc máy tính tivi thì phải mở to thì volume nó mới lên được. Vâng, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 1 triệu đến 2 triệu thôi, gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi cho các bác. Đây tôi đang để đĩa vào tất cả các cái đầu này nhá. Các cái đầu này đều đọc rất tốt. Vì mắt là mắt thông dụng và đã có quá trình kiểm tra chạy rồi. Con nào cũng đang chạy. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.